nghe người khác nói tiếng Anh và hiểu được gần hết, thậm chí là hiểu hết luôn. Thế nhưng mà khi người ta hỏi đến mình thì lại không biết trả lời như thế nào cho nhỉ? Lý do là mình nghe hiểu chỉ là một phần của việc giao tiếp tiếng Anh. Nghe được chưa chắc đã nói được, mà nói được chưa chắc người ta đã hiểu được. Đây, giới thiệu với các bạn một cái app mà có thể giúp cho dù cả 3 kỹ năng nghe, hiểu, nói và nói hiểu. Chứ app này cho phép chúng ta nói chuyện trực tiếp với moderator nước ngoài theo nhiều chủ đề tùy chọn và vào bất kỳ lúc nào các bạn muốn. Chỉ cần nhấn join to talk là kết nối ngay. Và đừng lo sợ nếu các bạn nói sai, các giáo viên của Mỹ Tú sẽ không nghe các bạn đâu. Game này không phải cứ bùng tiền là